hàng cô hồn, những con giáp cần được giải oan gốc. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Giá Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Giá Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có vẻ như tháng cô hồn âm khí vượng bao trùm lên tất cả, làm mọi thứ không rõ ràng, khiến những con giáp này sẽ bị hiểu nhầm hoặc làm ơn mắc oán. Trong đó có những con giáp này dù có giải thích thế nào thì cũng chẳng ai nghe. Đó là những con giáp nào? Bên cạnh đó, trong tháng cô hồn để xua đuổi ma quỷ đeo bám, các chuyên gia phong thủy khuyên quý vị hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, được chế tác và khai quang bởi thầy Giá Cát. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy để được tư vấn. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tháng cô hồn, oan khí bao trùm lên tất cả, khiến cho mọi thứ bị lu mờ. Đặc biệt, tháng này có rất nhiều con giáp bị mắc vào thị phi, oan trái mà không biết kêu ai. Con giáp gặp oan nghiệt đầu tiên ta cần xem xét là tuổi Mão. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch này, người tuổi Mão trở thành con giáp bị hiểu nhầm trong tháng cô hồn. Đặc biệt, sự hiểu nhầm ấy rất khó giải thích. Vấn đề chẳng qua chỉ là diễn đạt thiếu minh bạch hoặc bạn nói khó hiểu, nhưng đối phương ngại nên không hỏi lại. Họ hăm hở, thực hiện cho đến khi bạn phát hiện ra. Do đó công sức của cả hai người có thể bị đổ sông, đổ bể. Đừng suy nghĩ quá nặng nề để rồi trách mắng nhau, gây ra mâu thuẫn thêm, vì lẽ thường là người khác không thể đọc được những tư tưởng và ý nghĩ của chúng ta. Nên việc có ai đó hiểu sai lời nói hoặc hành động của chúng ta là bình thường trong quá trình giao tiếp. Bản mệnh nên lưu ý những tiếng ồn xung quanh trong các cuộc trò chuyện, vì chúng cùng một số nguyên nhân khác trở thành những yếu tố khiến người khác khó tập trung hoàn toàn sự chú ý trên những gì bạn nói. Thậm chí, có người tuổi Mão rơi vào tình huống khó xử khi bạn bị hiểu nhầm trong tình huống rất nhạy cảm, rất khó giải thích cụ thể mọi việc. Nếu bạn bị oan, đừng thanh minh ngay mà hãy bày tỏ những thái độ không quan tâm đối với những người không hiểu chuyện. Sẽ không ai tin bạn vào lúc đó và cũng nên tránh đổ lỗi hay tỏ ra chê trách bất cứ điều gì. Nếu bạn trong sạch, thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhiều trường hợp bị hiểu nhầm mà mãi đến một thời gian rất dài, có khi cả một đời người mới được giải oan. Cuộc sống đôi khi cần những hiểu nhầm vì biết đâu được nhờ thử thách đó mà bạn học được nhiều điều khác, chẳng hạn như sự chân thành, tình người và cách thứ tha. 2. Tuổi Dần. Ở nơi công sở, con giáp tuổi Dần đừng thể hiện thái độ một việc gì có phần thái quá, khiến người khác hiểu lầm con người thực của bạn. Đó là chưa kể đến một số cá tính, cử chỉ trong kỹ năng giao tiếp cũng sẽ bị hiểu nhầm. Chẳng hạn, việc bạn hay nói một điều mà bạn không thích, không muốn làm với thái độ vô tư hoặc đơn giản là nói giọng vui đùa để làm trò vui cho mọi người, thì cuối cùng cũng bị cấp trên nhận xét rằng bạn hay suy nghĩ tiêu cực, không có sự cầu tiến, học hỏi. Ngay lúc này đây, bạn cũng chẳng nhớ hết mình đã từng nói gì hay làm gì để giải thích cho từng việc cụ thể, tránh bị đánh giá sai như thế này. Vì văn hóa và ngôn ngữ bất đồng nên không phải đương nhiên mà người ta hiểu nhau. Vậy chẳng có gì lạ nếu đôi khi lời nói hoặc hành động của chúng ta bị người khác hiểu nhầm so với ý ban đầu của mình. Bản mệnh biết được điều này cũng chỉ là an ủi được chút ít khi đã bị người khác hiểu sai, nhưng cũng đừng quên rút kinh nghiệm cho bản thân từ việc này. Hãy xem như đó là một bài học, một kinh nghiệm sống để nhìn nhận vấn đề đa chiều và sâu sắc hơn. Nếu nhờ hiểu nhầm người khác mà con giáp tuổi Dần biết thay đổi bản thân theo hướng tích cực thì đó cũng là điều xứng đáng. 3. Tuổi Mùi. Nên cẩn thận hơn với những lời mình nói ra trong tháng nhạy cảm như tháng 7 âm lịch này. Thậm chí một câu nói vô tình với ý tốt cũng khiến bạn bị hiểu nhầm. Ví dụ như khi bạn tỏ ra ngưỡng mộ vì một cô gái có được nhiều người thích, nhưng khi qua miệng lưỡi của người khác thì câu chuyện trở thành bạn đang ghen tị với người ta, có nhiều người để ý, còn bạn thì không. Tình huống đó đã gây nhiều phiền toái và phải mất nhiều thời gian sau bạn mới hoàn toàn có thể cải chính được sự hiểu nhầm nếu gặp được trực tiếp người kia.
Dù hiểu lầm, người khác hay bị người khác hiểu lầm thì ta cũng mang lại cảm giác như nhau. Khi bị hiểu nhầm, mình sẽ cảm thấy tổn thương rất nhiều, bản thân ngay thẳng, nhưng bị mọi người cho là xấu xa, không đáng tin là điều không phải ai cũng chấp nhận được. Còn hiểu nhầm người khác, mình rơi vào trạng thái có lỗi khi hấp tấp vội vàng, ăn năn khi khiến bạn mình trằn trọc. Sau những hiểu nhầm không đáng có, liệu rằng các mối quan hệ có còn như xưa, hay thay vào đó là sự nghi ngờ, lo sợ? Nếu bạn trở thành con giáp bị hiểu nhầm nhưng khó giải thích trong tháng cô hồn này thì tạm thời đừng cố thanh minh. Nếu bạn trong sạch, thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhiều trường hợp bị hiểu nhầm mà mãi đến một thời gian rất dài, có khi cả đời mới được giải oan. 4. Tuổi Tuất. Con giáp tuổi Tuất không quá quan tâm những kiêng kỵ trong tháng cô hồn vì bạn quá nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Thế nhưng, ý tốt ấy không những không được công nhận mà còn bị hiểu nhầm. Cách người khác nhận xét bạn thường tùy thuộc vào khái niệm họ có về bạn. Vậy nếu như bạn cảm thấy buồn khi động lực của bạn bị người khác hiểu nhầm trong quá trình giao tiếp cũng chỉ là điều tự nhiên. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bực tức, đau lòng, nhất là nếu trước đây bạn thường xem trọng ý kiến của những người này phê bình bạn một cách bất công. Những việc bạn cần làm lúc này là bình tâm quan sát xem nhân duyên của vấn đề bắt đầu từ đâu. Từ mình hay người, từ gần hay xa, do chủ hay khách quan. Thấy rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm không tái phạm nữa, như vậy sẽ tránh được các mối họa tương tự về sau. Ngoài ra, không nên quá ưu phiền, dằn vặt mà nên bao dung, tha thứ hết trong người. Giữ niềm tin rằng chuyện gì cũng có được hướng giải quyết, thay vì buồn rầu, tự cho phép mình bị tổn thương hay cảm thấy có lỗi, hãy luôn giữ nụ cười lạc quan là đủ. Tiếp theo, cần đối thoại theo cách thật văn minh, lịch sự để hóa giải việc bị hiểu nhầm. Cần phải thẳng thắn, cách trò chuyện có ý thức muốn xây dựng, chứ không phải chỉ trích. Có như thế, hai bên mới hiểu nhau, minh chứng cho sự trong sạch của mình. Quý vị thân mến, đặt ra một giả thiết, quý vị nằm trong những con giáp trên thì sẽ như thế nào? Khi bị oan, quý vị có cảm thấy bực mình hay không? Có cảm thấy bị ức chế mà không có cách nào để giải thích? Đó là cuộc sống. Đôi khi, chúng ta làm những điều tốt nhưng vẫn bị nghi kỵ, nghi ngờ là tư lợi cá nhân. Vậy nên, đừng vì những điều đó mà đánh mất bản thân mình. Sau đây, mời quý vị hãy theo dõi tiếp một chủ đề cực kỳ hấp dẫn. Đó là dù bạn có tin là lương cao đến đâu thì cũng nợ như chú trộm. Ấy thế mà, cuộc sống này luôn có những trường hợp như vậy. Mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay. Dù tiền lương có cao đến đâu, nhưng con giáp này vẫn nợ như chú trộm. Dưới đây là những con giáp hay vay tiền người khác vì có cách chi tiêu không hợp lý. Hãy cùng theo dõi bài viết và cùng rút kinh nghiệm. Trong cuộc sống, nhiều người sẽ phải trải qua khó khăn, không đủ chi tiêu, thậm chí phải vay mượn tiền của người khác. Đó dường như là một việc bất khả kháng, chẳng ai muốn mình vướng phải điều ấy. Tuy nhiên, dưới đây lại là những con giáp hay vay tiền. Vì sao họ luôn rơi vào tình trạng ấy? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây. 1. Tuổi Tý. Từ trước đến nay, tuổi Tý tiêu tiền thường không hay suy nghĩ, chỉ cần vừa mắt về món đồ nào đó thôi là họ sẽ lập tức mua ngay, không chần chừ. Đến khi thanh toán hóa đơn, họ mới nhận ra rằng số tiền tiêu tháng này của mình đã hết trong chớp mắt. Rơi vào tình huống này, họ chỉ còn cách hỏi vay tiền bạn bè để đợi lương tháng tiếp theo. Những tưởng như vậy sẽ giúp họ chi tiêu tiết kiệm hơn, nhưng trên thực tế, khi được cầm tiền trong tay, họ sẽ lại lập tức tiếp tục thói quen chi tiêu của mình. Cứ như thế, về lâu về dài, họ sẽ chẳng bao giờ tích lũy được đồng tiền nào. Hơn nữa, tiền lương tháng này lại phải bù cho tiền vay tháng trước, nên họ chẳng thể nào tránh được vòng tuần hoàn. Trả, vay, vay, trả. 2. Tuổi Dần. Người tuổi Dần vốn rất sĩ diện, họ luôn muốn tạo hình tượng mình là một người giàu có, nên thường hay thích tranh trả tiền trong mỗi bữa ăn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho đầu tháng họ vẫn còn xâm xanh, nhưng chỉ trải qua một vài ngày ăn chơi, họ đã nhanh chóng rơi vào cảnh cháy túi. Những lúc như vậy, họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài vay tiền bạn bè hoặc người thân của mình. Tuy họ vay tiền, nhưng ai cũng vui vẻ cho họ vay, bởi tuổi Dần vốn tính sòng phẳng, có vay thì chắc chắn có trả trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.
song nếu con giáp hay vay tiền này có thể khắc phục được cái tính sĩ diện, chi tiêu trong khả năng của mình thì sẽ tốt hơn rất nhiều. 3. Tuổi Thân. Tuổi Thân vốn rất thông minh, luôn đạt được những thành tích cao trong công việc và học tập. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu thì dường như họ lại không được sáng suốt như vậy. Mỗi tháng họ đều không nhớ nổi vì sao mình lại tiêu hết tiền, và kết quả thì chỉ còn cách ngửa tay vay tiền bạn bè. May mà với tính cách cởi mở, dễ gần, họ thường để lại cho mọi người những ấn tượng tốt, nên ai cũng sẵn lòng cho họ vay tiền. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì con giáp này cũng nên học cách chi tiêu có kế hoạch hơn. Bởi bạn chẳng thể vay tiền người khác mãi từ ngày này qua ngày khác. Ai cũng có những công việc riêng cần phải chi tiêu, bạn không nên làm phiền người khác quá nhiều như vậy. 4. Tuổi Hợi. Vì sao người tuổi Hợi lại hết tiền? Bởi vì họ đã dành quá nhiều tiền bạc vào việc ăn uống, mua sắm. Chỉ cần cầm được tiền trong tay, họ sẽ ngay lập tức nghĩ đến việc tự thưởng cho mình. Thậm chí, họ còn chẳng tiết tiền chi tiêu cho những nhà hàng đắt đỏ hoặc những thực phẩm cao cấp. Nhưng tiền lương thì vốn luôn có hạn. Chính vì vậy mà họ nhanh chóng rơi vào cảnh cháy túi, thường xuyên phải vay mượn người khác. Cũng may, họ là con giáp không coi trọng tiền bạc nên cuộc sống mới không trở nên nặng nề. Người tuổi này cần chú ý chi tiêu có kế hoạch, bởi sống hết mình cho hiện tại thì cũng tốt. Nhưng dù sao, bạn cũng cần phải có những khoản dự phòng trong tương lai. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khi gặp bất trắc, bạn sẽ rơi vào cảnh bối rối, bị động. Vừa rồi là những chia sẻ của kênh Phong Thủy Gia Cát về những con giáp không được may mắn trong tháng cô hồn. Cũng qua video này, bạn biên tập chương trình hy vọng những quý vị sẽ có những góc nhìn mới về cuộc sống, ứng dụng nó trong cuộc sống của mình giúp cho bản thân ngày càng tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.